Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì các bạn biết là hôm qua là đã ra mắt CPU Intel đời 14 rồi đúng không? Thì như tiêu chí kênh của mình thì kênh mình chuyên đánh giá các phần cứng với các phần mềm 3D khác nhau. Và CPU đời 14 ra thì chúng ta sẽ đánh giá với các phần mềm render bằng CPU để xem những con chip đời 14 này nó sẽ hoạt động các phần mềm render bằng CPU có nhanh hơn rất nhiều so với các đời trước không? So với đời 13 không? Có đáng để chúng ta bỏ tiền hay không? Thì ở video này mình và các bạn sẽ đánh giá con chip mạnh nhất đầu bảng 14 bây giờ, đó chính là i9-149K. Và giờ chúng ta sẽ bắt đầu video để đánh giá con chip i9-149K này với các phần mềm render bằng CPU xem nào. Thì với con 149K này thì về cơ bản mình nhìn qua thông số của nó thì nó khá là tương đương với con 139K. Nên là cấu hình mình có thể setup nó sẽ giống với một con i9-139K. Đấy. Ở đây mình sẽ thử, đó chính là một con tản Deepcool NT720. Đây là một con tản có mức giá dưới 3 triệu. Rồi, một con main Z690 Arc Pro DR4. Đấy. Mình ở đây mình dùng con main khá là rẻ thôi, vì mình đâu đầu mình thử dùng một con main rẻ hết cỡ của mình để xem là liệu nó có cân được con chip i9-149K không. Đấy. Và giờ mình sẽ cho nó chạy với Siemens R23. Và sau 10 phút thì kết quả thật sự khá là hụt hẫng, vì điểm số nó chỉ tương đương với con i9-139K mà thôi. Đấy. Nhiệt độ thì nó chưa chạm đến 100 nhưng mà điểm số thì chỉ được tương đương với con 139K thôi. Có thể là do BIOS của con main này chưa được ngon cho lắm nên là điểm số nó cho ra với mình thì thật sự khá là tệ. Nên là sắp tới là mình với mọi người sẽ đợi các phiên bản tiếp theo mà mình thử trên bên khác nhá. Đây mình đang chuẩn bị test, đó chính là con Z790 Maximus Hero. Đấy, để xem một con main rất là cao cấp như này xem là liệu nó cân được một con 149K không, có thể phát huy hiệu năng tối đa không. Nhưng về nếu mà cơ bản mà nó có thể cân được thì điểm số như các trang mạng đánh giá đấy, hoặc như bạn Duy ở đã có test trước mình rồi, mình test sớm quá. Đấy, Duy đã test một số con main như là Maximus Extreme thì điểm số nó cho ra cao hơn, nhưng mà thực sự thì điểm số này mình đánh giá này không cao hơn nhiều. Và nếu có trong quá trình sử dụng thực tế thì sự thì nó cũng không cho lại kết quả hơn nhiều đâu mọi người ạ. Được rồi, mình sẽ chuyển qua render thực tế luôn. Là mình sẽ render bằng Corona trên 3ds Max. Ở đây là mình sẽ sử dụng đó chính là Corona 8. Đấy. Và mình sẽ để một lát cho nó render xem mất khoảng bao nhiêu lâu để render xong. Đấy, thì các bạn có thể thấy là ở trên Corona 8 thì nhiệt độ của CPU này có mát hơn rất nhiều so với lúc trước cơ. Đấy, nó chỉ chạm đến 90 độ là cao nhất thôi. Nhưng mà hiệu năng của nó đem lại thì thật sự mình vẫn khá là thất vọng. Bởi vì nó thậm chí còn chậm hơn cả i9-139K và 139KS. Thì có thể là các bản BIOS đầu tiên, con chip i9-149K này của chúng ta chưa được phát huy hết sức mạnh của nó, nên là hiệu năng của nó về cơ bản là vẫn yếu hơn so với một con chip i9-139K, và thậm chí còn nóng hơn cơ. Đấy, vừa nóng hơn vừa yếu hơn. Cái điểm sáng duy nhất mà mình có thể thấy là xung nhịp của nó cao hơn. Đấy, các bạn có thể thấy là xung nhịp P-Core của nó là 5.7GHz khi render và E-Core là 4.4GHz. Đây là xung nhịp rất là cao. Và các bạn nhìn thấy xung trung bình ở trên Tab Manager nó là 5.04. Đấy. Được rồi, và mình sẽ chuyển qua V-Ray. Lần này thì mình đã được thử nghiệm trên một con main ngon hơn. Đấy, nên nó bung được hiệu năng có vẻ nhiều hơn một tí. Đó chính là Z690 Maximus Extreme. Đấy. Nhưng mà với V-Ray trên SketchUp thì kết quả vẫn thật sự rất là tệ. Đó chính là yếu hơn i9-139K mọi người ạ.
thì chúng ta vẫn sẽ phải đợi trên các phiên bản BIOS tiếp theo của con main, của con main này hoặc của những con main khác, để xem là liệu con chip i9-14 thì ra của chúng ta có bùng hết sức mạnh hay không. Và nhiệt độ thì cũng khá là nóng, ở đây mình còn chưa tối ưu cơ, bởi vì mình cũng đã thử tối ưu để chạy với Relay rồi nhưng mà cơ bản đều không được mọi người ạ. Chỉ cần tối ưu nhẹ một tí thôi thì nó đều đã bị crash ứng dụng và văng và không để render được trên Relay. Đấy. Đôi khi chúng ta có thể tối ưu thành công ở trên CMR23 ấy, nhưng mà ở trên Relay thì nó rất là nhạy cảm, chưa chắc các bạn đã có thể tối ưu thành công trên Relay đâu. Được rồi, và tổng kết lại về con chip i9-14000K hôm nay của chúng ta với các phần mềm Redder và CU, thì thực ra ở đây chỉ có một hai phần mềm kiến trúc mọi người hay dùng, đó chính là Corona và V-Ray là Redder và CU thôi. Thì con i9-14000K này của chúng ta khá là tệ. Đấy. Hiện tại là tệ thôi nhá, còn tương lai thì mình chưa chắc. Hiệu năng thì thậm chí là không bằng so với i9-13000K, yếu hơn một chút. Đấy. Nhưng mà nóng hơn. Đấy. Đấy. Còn các bạn nghĩ sao về chuyện là chúng ta có nên bỏ số tiền ra 15 triệu ra để mua con chip này về render của CPU không, hay là chúng ta vẫn sẽ mua 13 9K là tiếp, thì mọi người hãy cho mình ý kiến ở dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.